chào các bạn. Như video trước mình đã chia sẻ có ba cái vấn đề xảy ra trên kính xe của chúng ta đang sử dụng. Đó là vấn đề thứ nhất, đó là ố kính. Vấn đề thứ hai đó chính là xước kính. Và vấn đề thứ ba đó là những cái chất oxy hóa bám trên kính. Thì cái giải pháp nào để giải quyết cả ba vấn đề này một cách triệt để? Thì hôm nay mình xin chia sẻ lại cái giải pháp. Đối với hiện tượng ố kính, mình sẽ dùng cái chất dung dịch tẩy ố kính. Nhưng lưu ý, cái chất tẩy ố kính này chúng ta không nên dùng axit. Nó sẽ gây ra hiện tượng ăn mòn và làm rỗ kính. Cái chất này rất là rẻ tiền nên các trung tâm rửa xe ở ngoài người ta hay sử dụng. Đối với xước kính thì chúng ta sử dụng một phương pháp, đó là xả nhám kính để xử lý vết xước. Còn đối với những cái chất oxy hóa bám trên kính như là khói bụi chúng ta đi ngoài đường hay là những cái bụi sơ mà chúng ta vướng mắt phải, thì chúng ta sẽ dùng một cái giải pháp, đó chính là clay về mặt kính để lấy những chất bám những chất oxy hóa này lên. Và cái bước hai là cái bước mà gần như tất cả các trung tâm gần như ta bỏ qua, đó là bước đánh bóng kính. Đánh bóng lại kính, đây là bước vô cùng quan trọng. Nó sẽ lấy lại độ phẳng và bình cho bề mặt kính và trả lại cái trạng thái nguyên thủy của bề mặt kính. Và nó sẽ là tiền đề để bước 3. Tiền đề cho bước 3 là chúng ta sẽ phủ ở đây một cái lớp bảo vệ. Và cái lớp phủ tốt nhất hiện tại bây giờ đó chính là nano kính. Và các bạn hay thấy người ta đang quảng cáo rất là nhiều. Và những cái kỹ thuật đánh bóng kính và những cái tính năng của nano kính mang lại, và để phân biệt những loại nano kính tốt hay là kém chất lượng thị trường như thế nào, sẽ được mình Auto Perfect chia sẻ trong những video sắp tới. Video đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.